Gần đây, nhiều thành viên giới chống cộng trong nước bỏ chạy ra nước ngoài bằng nhiều con đường khác nhau và ngày càng gắn bó với nước cho phép họ định cư. Thậm chí, nhiều trang chống cộng đang tự xem mình như một kênh tuyên truyền cho nước mà họ đang định cư và không ít trang cờ vàng đã viết những điều sai sự thật hoặc lố bịch chỉ để bênh nước sở tại. Mới đây, fanpage của băng đảng Việt Tân lại đăng một bài của Nick có tên Cao Sơn với tựa Một góc nhìn lại về Đài Loan và Ukraine, nhằm mượn tình trạng của Đài Loan và Ukraine để không tiếc lời ca ngợi thần thánh hóa nước Mỹ như một vị cứu tinh cho các nước khi cho rằng nhìn lại Ukraine cảm thấy tiếc cho bây giờ đất nước tan hoang. Giá như năm 1994, sau khi bàn giao vũ khí hạt nhân cho Nga, lãnh đạo Ukraine ra điều kiện được gia nhập NATO hoặc là đồng minh của Mỹ, thì có lẽ bây giờ, cho tiền, Nga cũng không dám đụng tới Ukraine. Có lẽ những kẻ ăn bột mì và nhận đô la viện trợ của Mỹ đã quên mất hình ảnh sống động của Afghanistan và Iraq hay những nhóm cách mạng đường phố thân Mỹ ở Ai Cập, Libya, Syria. Không tự lực cánh sinh mà trông chờ vào viện trợ của Mỹ, những miền đất này vẫn đang phải trải qua những tháng ngày lụi bại trong nội chiến và bạo động. Trước đó, trên trang Thông Luận, một bài viết của Ngô Nhật Đăng mang tựa đề Mỹ tốt hay điếm đã phản bác những người phê bình sự cháo trở của Mỹ, đồng thời không tiếc lời ca ngợi lòng tốt của Mỹ, khi cho rằng những nước chơi với Mỹ đều khá, chỉ những nước kháng Mỹ mới khổ thôi. Những dòng trên mới đọc thì thấy văn vẻ, nhưng thực ra chẳng hề phản ánh toàn bộ thực tế đang diễn ra. Thực tế, mỗi nước muốn vươn lên không cách nào khác bằng tự thân vận động, tự lực cánh sinh. Nhật đã là một đế quốc đánh thắng Nga từ trước khi đối đầu với Mỹ. Không phải nhờ sự giúp đỡ của Mỹ mà bằng chính sự nỗ lực của người dân Nhật đã giúp họ trở thành cường quốc. Hàn Quốc đã phải tự lực phấn đấu một thời gian dài bằng lao động và kỷ luật của cả đất nước để trở thành một nền kinh tế mới nổi. Không chỉ cho thấy cái nhìn hạn hẹp về tình hình thế giới và khu vực, đội quân cờ vàng ăn nhờ ở đậu, sống tị nạn ở các nước phương Tây cuối cùng cũng cho người ta thấy cái sự duy nhất của việc không tiếc lời ca ngợi các nước sở tại. Trong bài viết của mình, Ngô Nhật Đăng đã thốt lên: Mỹ tốt vì Mỹ cho dân cờ vàng tị nạn. Hóa ra, thiện cảm và những lời có cánh mà dân cờ vàng dành cho Mỹ và các nước phương Tây là thiện cảm của kẻ ăn nhờ ở đậu dành cho chủ nhân. Họ không có được chỗ đứng độc lập cần thiết để đánh giá các nước tư bản một cách công tâm. Do đó, những hành vị chống phá đất nước của họ đích thị là cõng rắn cắn gà nhà của những kẻ há miệng mắc quai khi hàng ngày vẫn nhận viện trợ của phương Tây.